ăn thử đi, ăn như sầu riêng bơ hổng gì đó, trời ơi cạp vô luôn. Đó, thấy không, nhóc mặt thấy chưa, thấy không, thôi thôi đi là ăn chạy. Hey, bộ bún nó hết em ăn cái này hả hai? Ừ đúng rồi, bây giờ ăn cái đó đi. Dạ. Mà mùi nó kỳ kỳ ghê luôn á. Bữa giờ tôi thấy mọi người ăn trái mây á, mà mấy dạng nó lại không biết ăn. Thế là hôm nay tôi thách mấy dạng ăn trái mây thử coi được không. Mà chưa gì hết trơn á, là bà nói cái mùi nó kỳ kỳ rồi. Là tôi nghi lắm mọi người ơi, y như cái sầu riêng bữa hổm vậy đó. Ban đầu thì chê chê các kiểu, mà một lát ăn là hao quá trời hao. Rồi bây giờ tôi đưa cho bà ăn thử coi nha. Dạng, nè, hay lộn rồi nè, bây giờ ăn đi. Dạng con chị hay nha. Ừ, ăn đi. Dạ. Ăn thử đi, ăn như sầu riêng bữa hổm vậy đó, trời ơi cạp vô luôn. Sao bây giờ, thấy sao bây giờ? Ừ. Đó sao sao đâu hai ơi. Không hợp với em hả? Ừ, ăn không có được ngọt như em tưởng. Vậy hả? Ừ. Vậy là bây giờ không ăn được cái món này rồi mọi người ơi.